chọn video muốn làm hiệu ứng. Đưa con trỏ đến vị trí mà chúng ta muốn xuất hiện hiệu ứng nhé. Chọn dừng hình. Chúng ta sao chép một bản nữa. Sau đó thì chọn lớp phủ để đưa cái đoạn dừng hình này về xuống phía dưới. Kéo nó sang để cho nó khớp này. Chọn, sau đó là chọn xóa nền. Đưa con trỏ đến một vị trí mà chúng ta muốn phóng to chẳng hạn. Chọn hình thoi. Đưa tiếp đến vị trí nữa. Chọn hình thoi. Sau đó thì chúng ta có thể phóng to người lên. Người chú ý làm sao để cái hình nó phóng to này nó đè lên trên hình cũ nhé. Bấm ra ngoài. Sau đó chọn hiệu ứng. Hiệu ứng video. Chuyển sang mục truyện tranh. Kéo xuống dưới, chọn pop. Đây, nó sẽ hiển thị như này. Đến đây thì mình sẽ thêm văn bản vào. Chọn phong cách. Để chọn bất cứ một cái kiểu nào mà chúng ta thích nhé. Phông chữ cũng như vậy. Cầm nó và kéo đến vị trí mà chúng ta muốn để. Thì nó sẽ hiển thị như này. Còn này thì chúng ta có thể thêm một đoạn nhạc vào cho nó hấp dẫn là cũng được.